Trưa 24 tháng 4, Công an quận 12 đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra vụ nghi án chồng giết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở chung cư xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống tại Block C, một chung cư trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, đã bất ngờ nghe tiếng động mạnh ở mái tôn khu nhà xe. Sau đó phát hiện ông T, sinh 1986, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận 12, bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiếp tục kiểm tra căn hộ của ông T thì người dân còn phát hiện bà H, sinh 1987, vợ của ông T đã tử vong. Qua điều tra bước đầu, công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên ông T sát hại bà H và sau đó nhảy lầu chung cư tự tử. Ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Cư Cui giải cứu một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 18 mét trong lúc đi làm rẫy. Nạn nhân được xác định là chị L, 19 tuổi, xã Ea Ninh, huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 23 tháng 4, chị L đi làm thuê tại xã Ea Ninh, nhưng đến chiều cùng ngày thì người thân đã không thấy chị L trở về nên cùng đi vào rẫy tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người phát hiện chị L bị rơi xuống giếng tại rẫy nên báo lực lượng chức năng giải cứu. Đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được chị L lên khỏi giếng ở độ sâu 18 mét trong tình trạng bị xây xước và thương tích nhẹ. Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nhất là tại khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, khiến nguy cơ cháy rừng rất cao. Nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình này, sáng 24 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị ký công điện số 2547 đề nghị ứng phó ngăn chặn nguy cơ cháy rừng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố coi phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. Ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Nguyễn Trường Sơn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Houseland. Theo quá trình điều tra, Nguyễn Trường Sơn làm giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Houseland đã tự lập 7 dự án không có thật, gồm King Golden, King Golden 2, King Golden 3, King Golden Plus, Queen House, căn hộ Family Home, Long An, căn hộ Mỹ Hạnh, Long An, cùng tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó chỉ đạo nhân viên chào bán nền đất ở, nhà ở liền kề, căn hộ với cam kết sẽ thu mua lại sản phẩm đã phân phối. Nguyễn Trường Sơn còn tự ký hợp đồng thu tiền của khách hàng tại dự án căn hộ Mỹ Hạnh 3, Long An. Đến nay đã có 140 cá nhân nộp đơn tố cáo đến cơ quan điều tra cung cấp lời khai, chứng từ, tài liệu về việc bị Nguyễn Trường Sơn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng. Sáng 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định cho biết vừa phát hiện và xử lý hai phương tiện chở hàng quá khổ sai với giấy phép theo quy định trên quốc lộ 19. Trước đó, vào tối 23 tháng 4, hai xe tải đầu kéo biển kiểm soát lần lượt là 50LD16429 kéo theo rơ móc 51R10183 và xe đầu kéo 50LD16366 kéo theo rơ móc 51R13542 chở theo kiện thiết bị điện tổng trọng lượng 40 tấn với mỗi phương tiện 20 tấn di chuyển theo hướng từ Bình Định đi Gia Lai. Nhận thấy hai phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định đã ra hiệu lệnh tạm dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện hai phương tiện vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ nhưng sai với giấy phép theo quy định. Theo đó, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã lập các biên bản vi phạm hành chính với lỗi không thực hiện đúng quy định trong giấy phép lưu hành trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B, điểm C, điểm D, khoản 2, điều 25, nghị định 100/2019/NĐ-CP. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã tạm giữ hai giấy phép lái xe của tài xế Võ Văn Thu và Nguyễn Hồng Việt. Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết em A, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tử vong vào sáng 23 tháng 4 tại nhà riêng. Hiện các cơ quan chức năng tại huyện Nghi Lộc và chính quyền địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của em nữ sinh tên A. Theo thông tin cho biết em A có bố sống ở nước ngoài nhiều năm, ở trường em có học lực trung bình, không có biểu hiện gì bất thường.